mình đi sanh á thì lúc đó là bác sĩ cuối the last time đi vô đấy ultrasound thì bà nurse bà cứ đi ra đi vô đi ra đi vô, mình nghi nghi rồi mình nói tại sao bà cứ đi ra bà không nói cho mình cái result ok đi về đi mà cứ đi ra đi vô cứ khiếp mình ở đó hoài à. Nghi nghi xong cái họ hỏi bà, cái bà nói tao là technician thôi, tao không có nói trả lời được, mày phải hỏi bác sĩ mày. Trời. Rồi bác sĩ vừa vô mình hỏi ổng á thì ổng nói á cái nhào nó quấn cổ đứa bé cho nên nó không đẻ natural. Mình phải vô mổ. Yeah. Mình tên là Pauline Phan, bây giờ là 44 tuổi. Công việc của mình là bán bảo hiểm. Là mẹ cô đơn đang nuôi một đứa bé 10 tuổi, single mom. Mẹ độc thân. Mẹ độc thân, dạ. Mẹ độc thân. Trai gái gì? Gái. Rất là khó nhưng mà mình đã manage, mình đã làm được 10 năm rồi. That's why nhiều lúc có nhiều người bạn gọi mình là superwoman. Nhưng mà tại mình một cũng... mình chị 10 năm rồi ba đứa bé có support với chị không? Có mà. Nhưng mà really hard, like cãi lộ giống như là fighting. Sự mâu thuẫn đó rất là lớn đúng không? Và đó cũng là cái mâu thuẫn mà chị cũng quyết định để mà chị và con mình cùng sống với nhau. Cuộc đời của mình đó là có một đời chồng rồi. Chồng đã qua đời một năm rưỡi sau mình mới quen được ba của đứa bé. Xong cái 2 năm xong mới có một mất hai đứa cha, hai đứa trước khi có đứa thứ ba. Là mình có thai rồi. Có thai rồi. Một nhưng đứa mà... đầu á thì mình không biết mình có thai nhưng mà lúc đó mình đi làm việc có mình cần kinh boxes á. Nó nặng quá đó, để nó xe luôn. Đó. Cho nên mình không biết mình mất thì là nào. Xong rồi lúc vô bác sĩ mới nói không có nhịp tim. Nhưng mà mình lúc đó mình khóc dữ lắm tại đừng đứa đầu tiên. Mình lúc đó mình thất vọng lắm. Xong rồi lần 5-6 tháng sau mình mới tìm hiểu được là mình đã có thai lần thứ hai. Mà đứa này thì mình nghĩ là ơ không sao đâu, cũng không có làm gì nặng nhọc quá. Nhưng mà đi ba bác sĩ nào cũng nói là không có nhịp tim, là mình phải đi lấy nó ra. Hai lần đầu tiên khoảng mấy tháng là mình lấy ra chị? Đứa đầu thì có chừng 2 tháng rưỡi 3 tháng. Đứa thứ sau gần 4 tháng bác sĩ kêu mình vô, gọi mình vô nói là biết là đau lòng nhưng mà bà phải nói cho mình biết là đứa đó là đứa con gái. Trời ơi em. Rồi sau đó muốn quyết định có đúng không? Sau đó cái định mệnh phải cho có đứa nhỏ 10 tuổi mình, này như thế nào? Cầu nguyện. Rồi mình vô chùa Bát Nhã đó. Thì sau đó mình mới nhẹ xong rồi mới biết là mình có thai đứa thứ ba. Mà kỳ này mình run quá, mình không dám đi bác sĩ, không muốn đi. Mình nói mình curse đến nỗi là mình không nhận. Ám ảnh rồi. Bà cô của ba đứa bé đó, hồi đó bà có làm cho một cái bà bác sĩ specialist. Bà mới nói ok để bà hẹn vô. Lúc mà lần đầu tiên mình đi vô đó, mình cái tim mình đập bụp bụp bụp, mình run. Mình đau khổ mà mình every like cái emotion trong mình là nó nhiều quá mình không biết nó mò. Xong cái vô vừa nằm xuống cái bả cái ở trong phòng cái monitor bự thôi, mình nói wow gì bự với da mọi thường mấy cái bác sĩ mà OBGYN cái đàn bà cái nhỏ xíu vậy nè, bả bự. Xong bả vô cái bả ultrasound cái mình nghe mình tưởng là cái tim của mình cười, mình nói sao tim mình nó đập mạnh với vậy, mình nói với bả vậy đó. Cái tim nó phải của cô đó, là con của cô đó. Lúc đó mình nghe được hả, mình vô mình khóc, bả thấy mình khóc mà bả nói tại sao mình khóc vậy. Thế xong mình lay rồi mình nó mới nói cho bả hiểu đó, bả mới hiểu. Vậy thì lúc mà chị mang bầu chị có ngán hay là cái diễn biến, nói chung là cái thai mình nó có, chị feel được không? Chị feel được là đứa nhỏ nó đang sống ở trong cái cơ thể mình không? Mình không có feel gì, chỉ mệt mỏi vậy thôi. Vậy cái ngủ, cái buồn ngủ đó chị không nổi. Tại mỗi lần đi làm vô office ngồi ấy, tự nhiên cái đang nói chuyện nghe tự nhiên gục. Trời ơi. Cái khách mới hỏi, are you there? Giống như là mình muốn ngủ mà mình phải làm, mình phải tiếp tục. Đúng. Làm xong rồi tức quá đi mua cà phê uống. Mình người Việt mình nói là
đang có thai uống cà phê không có tốt. Đúng rồi, cái tim nó sẽ đập nhanh hơn. Dạ, nhưng mà mình lúc đó mình buồn ngủ quá, mình chịu không nổi. Lúc đó là không có nghĩ tới là hại cho baby. Chứ nghĩ là phải tỉnh để làm gì. Dạ, đúng rồi, để không thôi là mất chớp, kỳ lắm. Rồi ăn uống sao, có thay đổi nhiều không? Có một lần bạn dẫn đi ăn spaghetti của người người Ý ở dưới Pasadena. Dạ. Rồi mình vô ăn á, mình cứ là ồn lên. Ngán rồi. Kỳ cục quá vậy. Ngán. Cũng gán ăn. Dạ. Ăn xong mới vừa xong ấy nói thôi đi vô ngành restroom. Dạ. Không có vô hết. Là ngán. Cái đó là dấu hiệu. Nhưng mà em không cho give up. Em tìm. Try nữa hả? Try nữa. Đi lại CPK. Dạ. Ăn vô. Còn có vị khác không hả? Nhiều khi vị khác nó không có vị. Cũng vị ói nữa. Cũng không give up. Tại mình. Hay là riêng món đó ói thôi. Mấy ngày thường, những lúc thường chỉ có thèm ăn cái món đó không? Hay là chỉ lúc không, khi mà nghe là chỉ muốn ăn cái đó thôi? Mình cứ tại mình thấy mình ói là mình không cứ giết hết. Mình nói tại sao mình ói. Yeah. Nên mình thử cái lần thứ ba. Vô trong đó cũng mua spaghetti. Vậy hả? Quyết định lần thứ ba luôn rồi, em thấy không? Ói tiếp nữa, còn giết hết luôn, không chịu ăn nữa. Vậy hả? Tại vì bên ba của đứa bé là người Tàu, họ sợ mình ăn giống như giá mà mình thèm. Mình thèm watermelon. Dưa hấu. Mà họ không cho mình ăn. Thành là sao? Tại vì mát quá, nhiều khi em bé nó tuột ra đúng không? So sảy thôi. Mình đi làm, mình vừa chạy tại đây ở dưới Rosemead, mình chạy lên Anaheim. Mình ghé vô chợ mua một con chế dưa như dưa hấu đem vô office ăn hết luôn. Sau đó về nói má, má giờ hỏi má con ăn dưa hấu gì nó có hại đứa bé không? Nó nói thiệt, lúc mà đang có thai thèm thì ăn đó đi. Đúng rồi. Tại vì cái đó là của con baby chẳng baby nó ăn. Baby chứ không ăn. Phải là mình ăn đâu. Mình ăn giùm thôi đó. Mà mình ăn đến nỗi hả, mình bị tiểu đường luôn. Wow, đường cao trong đường máu. Đường cao, bị tiểu đường. Tại vì nếu mà bị như vậy sẽ rất là ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Yes. Mình phải ở đó 4 tiếng. Tiếng đầu á là mình uống cái chai nước á. Oh my god, nó ngọt mà cái răng của mình nó buốt luôn. Nó ngọt đến nỗi mà mình uống ói á. Lại nó ngọt khủng khiếp luôn á. Mà không cho mình uống nước, không có được ăn, không gì hết. Vô trong nó, trời ơi, mình uống mà mình cứ mà bóp mũi mình uống mà cái chai nó có nhiêu đây thôi đó, mình uống không hết luôn á. Sau uống xong nó bắt mình đi đợi một tiếng, xong nó lấy máu ra. Xong uống đó, cái tiếng sau lấy máu ra, tiếng sau nữa lấy máu ra nữa, cái tiếng cuối là nó cũng lấy máu nữa. Rồi nó lấy cũng khủng khiếp, mà mình sợ nhất là lấy kim, mà nó cứ chích hết vô, mình muốn xỉu luôn vậy đó. Rồi mình nằm xuống, mình ngủ, mình cứ nói thôi, giống như là đừng có bị đường nha. Và bác sĩ tuần sau kêu lại, thôi mày bị đường rồi. Trời, gọi đứa nhỏ sao? Thôi, ok, everything ok. Nhưng mà là mỗi không ngày không có bị, không có ảnh hưởng. Nhưng mà hơn mỗi ngày mình phải mua cái máy mà thử máu. Đúng rồi, lấy máu ra. Mình phúc 4 lần một ngày. Mình phúc đến nỗi mà cuối tháng 7, tháng 7, tháng 8, tháng 9 của cái pregnancy á. Trời ơi, mình phúc nổi tay, mình không có feel được. Thì đúng rồi, những ai bị tiểu đường họ đều phải cái giai đoạn là có những người thì sẽ uống thuốc để cho nó một là tăng, hai là giảm cái lượng đường. Và cái mà cái máy á, là chị đang một cái lượng đường rất là lớn. Mà may là không có bị ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Nhưng mà cái đó thì chúc mừng đó. Bảo qua mình mà nói không được gan hơn 30 pounds. Trời ơi, vậy đó. Trời ơi, mình ghé, mình phúc. Mình ghé, cố gắng. Thôi nhưng mà phải cố gắng, phải cố gắng. Dạ, cho đứa nhỏ thôi. Ước mình đã có thai tháng 10. Tháng 12. Ổng đã ngoại tình rồi. Ổng ngoại tình mà mình không biết. Mình cứ tưởng mình giống như mình nghĩ là ô mình có thai là tại vì cái lúc đó mình bị sensitive á, cho nên mình nhạy cảm cho nên mình không có tin tưởng. Nhạy cảm. Xong rồi mình cũng feel được nhưng mà mình không có bằng chứng thôi, đúng không? Cho nên mình cứ nói thôi để nó ớt đi, tìm một phần không làm, một phần bên gia đình ổng làm nữa. Mình say the worst thing, mình nói xấu mình, mình làm ra mặt với mình nữa. Giống như là mình chưa bao giờ làm dâu. Lúc đó mình có cảm giác có cái gì nó
không có đúng, giống như là bạn nói là có thai một chồng muốn. Đúng rồi, người đàn ông sẽ bên cạnh là sẽ mua cái này và thích ăn cái gì, hay là tất cả mọi thứ là đều chiều cái không có đó. Mình không có nothing. Có nhiều lúc hả mình bị đau á mà mình la lên thì ổng dậy, ổng nhìn mình hơi rồi ổng nói có sao mà sao, nằm lại ngủ. Xong rồi lúc mà mình đi bác sĩ không bao giờ vô, even ultrasound con gái con trai cũng không vô. Không, từ ngày mà mình đi bác sĩ cho đến lúc mà đi đẻ không bao giờ có mặt ở trong. Lúc mà đi sanh á thì lúc đó là bác sĩ cuối the last time đi vô để ultrasound thì bà nurse bà cứ đi ra đi vô. Mình nghi rồi mình nói tại sao bà cứ đi ra, bà không nói cho mình cái resort ok đi về đi mà cứ đi ra đi vô, cứ keep mình ở đó hoài à. Nghi xong cái họ hỏi bà, cái bà nói tao là technician thôi, tao không có nói trả lời được, mày phải hỏi bác sĩ mày. Trời. Rồi bác sĩ vừa vô mình hỏi ổng á thì ổng nói á cái nhào nó quấn cổ đứa bé. Cho nên mình không đẻ natural. Yeah, mình phải vô mổ. Mình run muốn chết, mình nói trời ơi mình đã sợ cái con surgery mổ mà mình tại sao mình phải làm vậy. Lúc đó mình vô là thứ năm, cái ông gọi hospital để mổ lấy đứa bé đó là thứ hai. Cái ông nói lúc mà mày về á thứ sáu thứ bảy chủ nhật đứa bé mình không có move mình á, nó không có đụng đại chậm á thì phải vô hospital right away đi liền. Rồi mình cũng run, nhiều lúc mình đi lái đi làm xong đi lái về cái nó im vậy á, mình đang lái mình nghe nhạc mình thấy không, mình nghe không, nó không move, mình tức quá mình đánh vô đánh nó để cho nó cử động quá, đúng rồi mình phải làm mình đâu biết nó cử động hay không mà nó im quá mình cũng sợ nữa, tại bác sĩ nó nói vậy rồi cho nên mình cứ đập đấy là cái thấy nó quẩn quơ là ok được rồi, ngồi tiếp tục lái về. Có khi nào á Phụng nghĩ là tại vì người mẹ khi mà mang thai á cái hormone nó thay đổi thì có khi nào là mình nghĩ sai về người chồng mình không? Và hơn nữa là cái đứa bé này, đứa bé thứ ba này nè, có phải là đang trong sự mong muốn của hai người hay đúng không? Rồi. Mình có hỏi ổng, oh I'm pregnant, nó có thai. Ổng là ok. Yeah. And then mình mới buồn, mình nói tại sao ổng không có giống như mấy người cha khác vui nó. Tại sao ổng vậy? Cái ổng mới nói excuse đó là tại vì mất hai đứa kia rồi cho nên ổng không muốn thất vọng nữa. Cho nên ổng không có excited, giống như là vui mừng. Cái ngày mà đi sanh đó là thứ hai đó, ông bác sĩ ông check mình vô là 5 giờ sáng, phải làm thủ tục rồi. Xong rồi mà ai phụ chị làm thủ tục, tại vì thường á là vô, đúng rồi, người vô, chồng sẽ làm thủ tục tất cả mọi thứ, bác sĩ kêu ổng vô. Nhưng mà lúc mổ là phải bịt hết mặt and mổ á, cho nên sợ bị nhiễm trùng á, cho nên nó cover. Thì ổng nói no, ổng muốn vô. Mình hơi rưng rưng nước mắt, mình buồn. Nó là đứa bé đầu tiên với của ổng. Ổng chưa bao giờ có đứa bé, có vợ đầu tiên mà sao không vô với mình. Mình cũng buồn nhưng mà mình cũng nói gì. Cái mình cứ thấy ổng cứ thét vậy luôn. Xong rồi mình nói nhỏ tại sao ổng cứ thét hoài vậy, kỳ quá vậy. Cái xong hồi ổng thét giống nhau, ổng thét từ sau nhưng mà ổng vô, nó ok ổng đi vô. Nó chích cái thuốc cho mình tê tự đúng đây rồi. Xuống á, thuốc tê. Trời ơi, mà mình đã sợ kim rồi mà mình ngu, mình nhìn mình cũng ghét tò mò. Nó bự, nó to lắm đúng không? Mình tò mò mình nhìn, trời ơi thấy cái kim nó dài rồi mình muốn xỉu luôn, mình muốn xỉu tại đó luôn. Mà bà nurse nói, thì ẩm sao thôi, mình sợ mày ôm tao nha. Cái mình nói mình sợ quá, cái mình ôm bả nè, thúng một cái lên nè, cái mình ôm nó chặt vậy đó. Nó nói baby I cannot breathe, nó tao thở không được, mày buông tao ra. Mình nói xin lỗi nha, đau quá, nó chích vô á. Lúc đó mổ á, đang mổ á thì mình nghe cái bà bác sĩ la lên cái á một cái vậy. Mà lúc đó mình đã cột, bị hai tay cột vậy nè. Còn cái nó có cái màng hai chỗ tay. Xong rồi mình nói trời ơi tại sao bà la, mình có bị gì, con mình có bị không, mình sợ muốn chết luôn. Mình hỏi thấy nhìn qua thấy bà walk ra, lúc mà mổ thì bà mang cái visor là cái miếng plastic cột cái nón á. Máu everything văng lên mặt bà vậy nè. Trời ơi, nói bà mới walk ra là lúc mà bà phốt cái em bé, cái bé thì nước nó nước nho nước nhau đặt tạt vô bả lại, người bả la lên vậy. Xong rồi ông bác sĩ mới làm
mới lấy đứa bé ra lúc đó. Vậy là mẹ tròn con vuông rồi. Dạ, nghe the first time, nghe khóc lên cái một cái rồi nước mắt mình khóc, mình mừng. Đem qua cho ba, nó bồng nó qua cho mình. Ba mình nói, có coi tay chân nó không? Ta mình nghe móng sợ, tâm lý của người mẹ mà. Chồng nói, bao là hết, tao có thấy gì đâu. Rồi mới thấy mấy bà nói đem nó đi tắm. Mà lúc đem nó đi tắm, mình nói, nhớ nhớ coi nó có bị gì, nhớ là đứa đó bé này tại bị nghe câu chuyện là... hai lần trước rồi. Không phải, với lại nghe sợ là sợ tráo con, nhưng mà ở bên đây không có đâu. Bên đây nhưng mà mình cũng sợ dạ bên đây luôn có. Cho nên mình ok nằm trên đó. Thì nó lúc mà cái thuốc nó hết rồi đó, chuột nó đau mà mấy bà nurse cứ cho mình uống thuốc, mà mình uống thuốc mình cứ nghĩ tới lúc mình về rồi sợ lo cho mình. Cho nên mình cũng uống, ổng đưa hai, bả đưa hai viên, mình giấu một viên, mình uống một viên thôi. Mình không muốn cho giống như depend on cái medication, giống như thuốc. Xong rồi cái hôm cái đêm khuya ổng có ở đó, xong cái mình cứ thấy ổng chật chật, mình cứ thét. Cái mình cứ nói thôi, ổng ngủ được đi về đi, mà xách đứt đi về liền. Không biết thay tả, không biết cho con bú sữa luôn. Và nurse dạy sao cũng không biết nữa. Mình ở đó 4 đêm, ta nói mà mình phải đi xuống để mình đi bộ á. Mà lúc đó mình đau quá, mình không muốn đi bộ. Cho nên mình cứ mỗi đêm là mình bị fever. Xong rồi tên thứ ngày thứ 6 về, cái mình ngồi trên phòng mình đợi cái cô đó tới thăm. Mà mình cũng không biết, mình đã nghi nghi rồi. Mà mình nói chị chồng hả? No, cái người là cái người kia tình. Chị tới nữa thăm mình á, nên ổng đem đưa hơi xuống, cổ xuống. Mà ở dưới lâu lắm. Cái mình cũng nghi nghi người ta, mình á. Xong mình hỏi tại sao không lên rước mình. Cái ông kia nói ôn hay tưởng là mấy bà nới đẩy mình xuống. Mình cũng không muốn cãi lộ, mình cũng không nói gì. Mà mình nói ok, cũng thôi giường để nhịn đi. Vậy luôn á. Xong rồi về. Về cái mình vô trong phòng mình vừa ngồi. Cái mình lúc đó mình đang ở trong hospital, mình cũng làm việc, tại làm ở trên laptop á, đi vô làm laptop. Lúc mà mình về á, mình vừa ngồi trên cái computer đó, cái mình thấy cái phone của em cái bên cái text của con nhỏ đó vô. Nó tưởng mình đọc tiếng gì không được, thằng với mình đọc nó sao romantic dữ vậy. Xong rồi mình mới confirm thêm, mình mới nói thêm, mình nói anh có ngoại tình không vậy. Cái ổng nhìn cái khác, cái mình nói nhìn vô mắt mình nói ổng, cái ổng nói ổng không có. Mình mới tức, thì mình mới đi vô tủ của Hiền á, soạn đồ ra hết. Cái mình found out là đi hotel, receipt đều có hết. Rồi con nhỏ đó nó có chồng của nó là bạn thân của Hiền à. Nó về với chồng, nó về Việt Nam tháng 5, mình nhớ 15 ngày. Mình thấy được cái bịch đó, trong cái bịch đó có 15 cái lá thư, cái khói đó. Nó viết mỗi ngày là đọc cho nó, đọc là nhớ nó. Trời ơi, mình máu mình nó nổi lên. Ngày đầu tiên nữa mà mình tại vì nào cái đó người ta nói là sản hậu á, cái người phụ nữ khi mà sanh xong á, cái sản hậu, cái máu nó khi mà nó lên như vậy á, thì nói thiệt luôn nha, may là bạn còn ngồi ở đây á, rất là dễ ảnh hưởng đến tính mạng. Tại vì nó cái máu nó lên là mình có thể mất liền tại chỗ, thực sự luôn. Mà vượt qua được, Hiền phải nói là Hiền khâm phục bạn rất là nhiều luôn á. Phụng ơi, bạn trải qua một cái kinh khủng quá, đau lòng lắm. Mình cứ ngồi khóc hoài à. Cái mình nhớ có hai lần mình bị thì gọi là khóc đất á, là tiếng Anh là bị nghẹn sữa đó. Ngày đầu tiên sữa. Nó lên tới này nó đau. Buổi tối đó mình quên bơm ra đi. Chỗ nó lên tới đây nó đau mà. Nó đau mà mình giật mình dậy, mình muốn mình lên internet, mình search cho nó xuống, kêu lấy nước nóng rồi chả xuống, không work. Tại vì cho nó mềm cái phần đó xuống. Mình try đủ thứ nó không xuống luôn. Mình đau mà mình ngồi trong cầu tim mà mình khóc lóc luôn à. High fever luôn. Trời ơi, vậy là sốt liên tục luôn. Vậy thì đứa nhỏ nó có ảnh hưởng không? Tại vì đứa nhỏ về đêm mà nó hay khóc lắm. Nhưng mà mình nó có quấy không? Mình hơi, mình rất là dễ. Nó bú xong nó ngủ. Chỉ có khúc mà nó khóc buổi 2-3 giờ sáng là chỉ thay tả nó bụng. Nó ngoan lắm. Nó ngoan đến giờ luôn á. Còn bé bây giờ đang đi học, chị đưa đón mỗi ngày hay sao? Mình hên cái là mình có má.
Yeah. Lúc mà mình bỏ ba nó, tại ba nó vừa đi làm á, thì mình ở nhà mình dọn hết đồ, mình đi mướn xe. Nhưng mà bao lâu Hiền Thúy quyết định cái điều đó? 2 tháng. Trời, vậy có hả? Bị gấp quá không? Tại vì là 2 tháng em bé đi luôn. Ổng vừa đi travel một cái là mà... mình ở nhà dọn đồ mình đi luôn. Lúc đó là có ở gần đây không? Gần đây không Phụng? Gần, ổng ở Rosemead, ở Anaheim thì mướn xe chạy xuống đây thôi. Nhưng mà tại sao lại có cái ý nghĩ đó? Có khi nào mình nghĩ là mình đang bị trầm cảm một cái gì đó nên mình kích mình nghĩ, không? Mình cũng nghĩ như vậy, nhưng mà mỗi ngày ổng về á, ổng giống như thân xác còn ở đó. Nhưng mà cái tâm hồn ở một cái khác bên rồi. Mình nói mình ở để làm cái gì mà mình đã quên ổng trước rồi. Mình nói với mình mà biết được ổng ngoại tình rồi đó là that's it. Thì người phụ nữ nào mà người ta cũng đâu có muốn cái điều đó xảy ra đâu. Mình cũng cố gắng quên. Nhất là tại vì lúc đó là cái giai đoạn mình đã bị trầm cảm, quyết định nhanh lắm. Nhưng mà Phụng quá mạo hiểm là tại vì xong 2 tháng là cái cơ thể mình đã chưa bình phục rồi. Rồi con thì rất là còn nhỏ. Rồi lúc đó ở đây nữa. Trước đó mẹ mình có gọi mơ mẹ hỏi má ơi, con mẹ dọn người về nhà. Gọi ba má nói con muốn dọn về nhà. Cái bà hỏi tại sao không ở bên đó mà về nhà mới có 1-2 tháng thôi. Nói để con về xong con kể cho má nghe. Xong rồi mình bóc nó đi. Nhưng mà lúc bóc nó đi á là bà nội nó đang bồng nó. Bà nội nó không trả cho mình. Xong mình mới nói cái đó là đứa con của con. Con phải bồng nó. Tại bà thấy mình dọn hết đồ đạc ra xe van á, mình mướn á, mình bồng nó một cái, bỏ vô nó kho xích đi luôn. Nhưng mà Phụng có nghĩa là khi mà mình làm như vậy á, cái sự hận của bên gia đình chồng nó sẽ... Mình biết. Cái hận của họ rất là lớn. Tại họ vì họ đã không có thích mình rồi. Họ không muốn đám cưới cho con họ đám cưới. Tại vì họ nói mình đã có một đời chồng. Tại sao Phụng lại có một cái sự suy nghĩ là khi mà ngồi cùng với Hiền với lại Hoàng Anh đó để mà chia sẻ? Tại vì đây là những cái vấn đề rất là tế nhị. Tại vì mình muốn nhắn gửi các bà, nhắn gửi cho mấy người mẹ ở ngoài đó, ngoài bên Việt Nam hay là bên Mỹ. Tuy chồng làm cái gì mình cũng gắng cố gắng nghĩ tới mình và đứa con. Khuyên mấy người mẹ mà single mom á, đừng có bỏ give up, continue. Tuy mình nghe thì nói mình mạnh mẽ lắm, đúng rồi, nhưng là cũng có nhiều lúc mình cũng yếu đuối. Đúng rồi. Đừng cũng tủi thân, nhưng mà đừng có để cái đó mà nó ăn sâu trong đầu mình và trái tim mình. Tại vì những cái đó nó chỉ làm cho cái cảm xúc của mình nó rớt xuống rất là nhiều. Và thậm chí là cả một cái thanh xuân của mình cũng sẽ mất đi rất là nhiều. Và cái điều lớn nhất đó là con mình. Mình sẽ không còn đủ cái thời gian cũng như là sức khỏe để mà con mình bây giờ 10 tuổi rồi, nếu như mình có chuyện gì thì đứa nhỏ nó sẽ sống ra sao, nó như thế nào nếu như không có mình ở bên cạnh. Và qua trường hợp của chị Phụng đây thì cũng muốn nhắn nhủ tới các bà mẹ, đó là dù gì đi chăng nữa thì cái sự con cái nó rất là quan trọng. Đây cũng là một cái sự việc mà chúng ta phải đang học hỏi chị Phụng ở chỗ này, đúng không? Đúng rồi.